Rồi ở đây thì bên kia quý vị, quý anh chị nhìn hướng tây cũng dở đi ạ. Ở đây có một cái nơi mà mình nó giống như là một cái khuôn viên riêng của người dân. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi cùng đoàn Việt Nam đi thăm làng cổ ở dưới chân núi Phú Sĩ ấy. Thì hiện tại mình đã còn ngồi trên xe buýt của công ty này, bắt đầu đi ra thành phố. Đây mình vừa ra ngoài ô nhé. Hai bên đường cảnh quan rất là đẹp. Nhìn qua cửa sổ thì thấy rất là nhiều nhà của người dân. Đồi núi cũng rất là đẹp nhé. Đoàn của mình thì gồm 32 người, từ hướng dẫn viên cho tới là khách thì đều là người Việt Nam cả nhé. Bọn mình đã chuẩn bị đi qua cái hầm này. Hầm này dài hơn 500m nhé, xuyên núi luôn. Từ xa thì mình trên xe thì có thể thấy là cái núi Phú Sĩ này rất là đẹp. Bọn mình đi được nửa đường thì bây giờ sẽ là dừng chân để nghỉ ngơi một lát, vừa đi vệ sinh này, mua nước uống này. Ở đây thì tất cả các đoàn khách du lịch đều là dừng chân tại đây nhé. Cái mùa này là mùa du lịch nên là rất là nhiều nơi đổ về để đi ngắm núi Phú Sĩ này, rồi đi xem La Đỏ các kiểu này, rất là đông. Quang cảnh ở đây rất là nhộn nhịp, tấp nập. Mình nhìn ở đây giống như là toàn là người Việt Nam không ấy. Thì sau khi mua nước xong, nghỉ ngơi xong thì bọn mình lại tiếp tục chuyến hành trình. Sau ngồi hơn 2 tiếng trên xe thì cuối cùng thì bọn mình cũng đã đến nơi.
thì bây giờ sẽ chuẩn bị đi vào trong làng. Đoàn đa số là con gái cả, chỉ có 1-2 người, 3 người, 4 người là con trai thôi. Bây giờ bọn mình sẽ đi này. Thì từ đây vào trong làng thì khoảng tầm 100m nhé. Ở đây thì ngoài đoàn mình thì cũng có rất là nhiều đoàn khác. Quang cảnh rất là bình dị. Nhìn từ xa thì có thể thấy được núi Fuji này. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, cũng không lạnh lắm, nên là mọi người đa số là con gái đa số là mặc váy. Ở ngoài này thì người cũng chưa thấy là đông lắm, không biết lát nữa vào sẽ như thế nào. Đến đây thì thấy rất là đông rồi này. Bắt đầu thấy là chen chúc nhau rồi đấy. Lúc sau khi mình đi ra mình sẽ mua nha. Bây giờ viên chỗ này ạ. Đây là một cái gian hàng nhỏ nhé. Mình mua thì tự bỏ tiền vào hộp nhé, không có người bán. Cái này là mình mua thì tự bỏ tiền vào hộp. Là viên chị nhìn ra phía sau mình thấy nó có sĩ đúng không? Hả? Thì cái nơi mà chúng ta uống nước là nằm đây phía sau này. Thì ở đây có một cái hồ và mình đi bằng vào trong cái nhà đó mình đi ra thì nó sẽ có cái giếng. Chúng ta sẽ uống nước như những gì nói cho xe ha. Rồi ở đây thì họ chủ hợp bán những cái nông sản như là cá hay là cái cây ở đây thì chúng ta có thể mua. Rồi quý vị có cái chút bông đó thì mình có thể dùng khi nào mọi cho khách dùng mình có dùng nha. Rồi ở đây thì về bên kia quý vị quý anh chị nhìn hướng tây cũng dở đi ạ. Ở đây có một cái nơi mà mình nó giống như là một cái khuôn viên riêng của người dân, họ tự họ làm ra rất là đẹp. Chúng ta bỏ vài trăm yên trong đó thì chúng ta sẽ vào bên trong 300 yên 400 yên gì đó. Và bên trong thì nó sẽ có khung cảnh để chúng ta chụp hình riêng mà không bị những khách khác làm phiền, rất là riêng đấy. Rồi bây giờ thì đầu tiên thì chúng ta qua bên này để hướng dẫn đưa đến một nơi để chúng ta chụp hình rất là đẹp. Sau đó chúng ta dừng cá. Đúng rồi, để là mất thời gian của nhau thì chúng ta đi trước đi chung với nhau tí thôi. Xong rồi thì tách ra. À, mình tách ra mình. À quý anh chị ơi, ở đây có những cái nhà vệ sinh nó rất dễ thương và chúng ta có thể đi được, có thể mình vào được ha bên trong cái nhà này, bên trong nhà này, cái nhà vệ sinh nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta mình tập trung ở đây đi, mình chụp hình nhóm một cái đi nhé. Thank you.
người ở đây rất là đông luôn. Thì do là dịch corona vẫn còn nên là tất cả đều là đeo khẩu trang cả nhé. Vào đây rất là nhộn nhịp, người Việt Nam cũng rất là nhiều. Mọi người thì đang còn ngắm cái cá, các koi nuôi ở dưới hồ này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vào trong cái quán gian hàng bán đồ lưu niệm để mình xem có gì trong không. Người đông quá. Đây là khu bán đồ lưu niệm này, để cho du khách mua quà đưa về ấy. Thì khá là nhiều đồ. Giới thiệu đi. Những cái đồ này rất là dễ thương, dành cho du khách để mang về nhé. Bây giờ mình sẽ đi lượn bên ngoài xem các gian hàng bán bên ngoài như thế nào nhé. Mọi người đều đeo khẩu trang hết. Nói chung đi chơi thế này thì cũng hơi là bất tiện vì phải đeo khẩu trang suốt dọc đường. Nhìn khung cảnh thì giống như ở Hà Giang luôn. Mọi người ở vùng núi. Ở đây bán rất là nhiều đồ. Ở đây này, và hạt dẻ này. Mình sẽ dừng lại đây mà mua một ít hạt dẻ mang về. Cái này bây giờ mình sẽ mua một sen thì sẽ được 18 quả. Cái này cũng khá là ngon, giống hạt dẻ, không biết là có giống hạt dẻ ở Việt Nam không, nhưng mà thấy mọi người mua rất là nhiều. Cái này thì uống với bia thì rất là hợp luôn. Sau khi đi chơi ở làng cổ xong thì đoàn mình bây giờ dừng chân ở nhà hàng để ăn và nghỉ trưa ở đây một lát nhé. Xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.